Chào hết tất cả bà con cô bác, tất cả đại chúng ở Green Concept Thanh Xuân Hà Nội. Thì hôm nay là chúng ta đã bước vào ngày thứ ba, gần hết ngày thứ ba, ngày rất là quan trọng để trở về với chân như tự tánh, ngày trở về để hoàn thành chu kỳ căn bản nhất của vũ trụ, ngày chuẩn bị để chúng ta làm cái bài kiểm tra. Và thông thường thì chúng tôi sẽ có những cái lớp đặc biệt thì mới được có cái chương trình cái gọi là thiền nến này. Thì đặt ra cái thiền nến là nói một cách khác là thiền ánh sáng hay là tỉnh giác. Chúng ta đã học tất cả vũ trụ này là một biển năng lượng, thì từ cái năng lượng này nó mới tạo ra cái âm thanh và cái ánh sáng là cái đầu tiên. Vậy thì ánh sáng là cái để cho chúng ta thấy, chúng ta cảm nhận, âm thanh là cái để cho chúng ta nghe. Cũng vậy, nếu chúng ta ứng dụng từ cái việc này thì chúng ta sẽ thấy rằng nghe hay thấy nó đều từ cái tánh nhận biết của mình. Thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi cho quý vị thắp lên cái ngọn nến. Cái ngọn nến đó là sự tương tác giữa một cái ánh sáng của tự nhiên và cái sự tương tác cái ánh sáng của tâm thức, của trí tuệ. Cái ánh sáng của đèn nó cũng là cái ánh sáng của trí tuệ mình tạo ra, nhưng mà cái phần tương tác của tự nhiên, cái khí ạt gông, hay là nếu cái đèn hiện đại ngày nay, đèn tiết kiệm điện, thì nó là cái ánh sáng tỏa ra từ những cái kim loại nặng, thì những cái này nó sẽ không có rõ ràng, không có dễ nhìn thấy, và nó cũng không có đem lại cái kết quả trực tiếp để chúng ta có thể cảm nhận được cái sự tương tác giữa cái ý thức nhận biết, cái trí tuệ của mình với cái môi trường. Và đó là lý do tại sao chúng tôi chọn cái ánh sáng của nến. Vậy thì cái điều mà chúng ta cần phải học và quan trọng hơn hết là chúng ta phải đem vào ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình. Đặc biệt là qua ba cái khóa, ba ngày mà chúng ta đã học, và cái ngày hôm nay là cái ngày trung tâm điểm để kích hoạt, để phát huy cái vai trò của cái ánh sáng này, tức là sự trở về với tỉnh giác, với chân như, với hoàn nguyên. Thì trong tất cả các thể chất của vũ trụ cũng thế, năng lượng là một biển chân như của vũ trụ, từ đó nó mới tạo ra thể khí, thể lỏng, thể rắn như chúng ta đã học trong 3 ngày đầu tiên. Nhưng mà rồi tất cả theo luật bảo toàn năng lượng, theo luật vô thường, thì nó cũng đều phải trở về, sanh rồi diệt, đến rồi đi, tất cả đều phải trở về với biển năng lượng trở lại theo cái sự luân hồi như vậy. Vậy thì cái mà chúng ta cần phải học và ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình, và đặc biệt đêm hôm nay là gì? Khi chúng ta có điều kiện để thắp lên cái ngọn nến, thì trước khi quý vị bước vào cái phòng này thì cái phòng nó sẽ tối, phải không? Vậy thì khi chúng ta đưa ngọn nến vào thì cái bóng tối nó lui dần ngay lập tức. Đây là điều thứ nhất chúng ta ứng dụng. Vậy thì không cần biết cái phòng của chúng ta nó tối bao nhiêu năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm. Nhưng mà giờ phút mà chúng ta đem ngọn nến, đem cái ánh sáng vào thì bóng tối phải lui ngay lập tức. Nhớ chưa? Giờ phút mà chúng ta đưa cái ánh sáng vào, đưa ngọn nến vào thì cái bóng tối đó sẽ phải lui ngay lập tức. Chứ cái bóng tối không thể nói rằng tôi đã chiếm ngự căn phòng này 10 năm, 20 năm, 50 năm rồi. Vậy thì ít nhất phải cho tôi 1/10 thời gian, tức là 5 tháng, 3 tháng, 1 tháng gì đó thì nó mới lui bóng. Không có.
Giờ phút nào ánh sáng đi vào thì bóng tối phải lui ngay lập tức. Vậy thì chúng ta có thể đi trong vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là không có ánh sáng. Vô minh là nhận thức sai lầm. Vậy thì chúng ta có thể đi trong cái cảnh vô minh tâm tối nhận thức sai lầm này từ bao nhiêu kiếp, từ vô lượng kiếp hay là cả cuộc đời của chúng ta từ khi chúng ta sanh ra đến bây giờ. Nhưng mà trong khóa học này, chúng ta đã được chỉ ra những nguyên tắc, những quy luật căn bản của vũ trụ. Chúng ta đã được thể nghiệm rồi, chúng ta đã được trải nghiệm và chứng nghiệm rồi. Vậy thì cái ánh sáng đã được đeo đến cho chúng ta. Vậy thì tất cả những cái nhận thức sai lầm, tất cả những cái vô minh, ảo tưởng, ảo giác của chúng ta trong quá khứ, nó phải biến đi ngay lập tức, cho nó không thể nào chần chừ, trì trệ, níu kéo được nữa. Thì đó là cái điểm thứ nhất chúng ta cần phải ghi nhớ và thực tập. Điều thứ hai là chúng ta cũng nhớ mình đã học luật vũ trụ là lực hấp dẫn và luật bảo toàn năng lượng rất là nhiều. Vậy thì khi mà chúng ta trong quá khứ chúng ta có cái bóng tối, vậy thì cái bóng tối nó sẽ chiêu cảm những cái năng lượng từ trường âm u, tiêu cực, lạnh lẽo, nấm mốc, kiến chuột, gián nhện. Tương tự như vậy, khi chúng ta có cái nhận thức sai lầm, nó sẽ chiêu cảm đến tất cả những cái tiêu cực, những cái nặng nề, những cái ô nhiễm, những cái khổ đau, bệnh tật. Vậy thì khi mà chúng ta đưa cái ánh sáng vào, khi chúng ta đưa ánh sáng vào, thì nếu như ánh sáng càng nhiều bao nhiêu thì bóng tối sẽ ít bấy nhiêu. Ánh sáng vào thì ánh sáng thì chiêu cảm những năng lượng tích cực, rung động tích cực, sáng sủa, đẹp đẽ, tươi mát. Vậy thì luật bảo toàn năng lượng nói gì? Ánh sáng càng nhiều bao nhiêu thì bóng tối sẽ ít bấy nhiêu. Vậy thì ngày hôm nay, sau 3 ngày học, chúng ta đã được trải nghiệm rồi, chúng ta đã được thắp lên ánh sáng tỉnh giác rồi, sự nhận biết vào bên trong mình rồi. Vậy thì khi mà ánh sáng tỉnh giác của mình càng có mặt nhiều bao nhiêu, liên tục bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, thì cái vô minh, cái lãng quên, cái nhận thức sai lầm của mình nó sẽ ít bấy nhiêu. Và ánh sáng, ý thức tỉnh giác này sẽ mang đến những cái tích cực, những cái bảo vệ, những cái bình an, hòa hợp, hạnh phúc và thành công cho mình. Okay, rất rõ ràng. Vậy thì đó là những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Và nếu như chúng ta muốn cái ánh sáng của chúng ta, bởi vì cái ngọn nến nó là cái sự tương tác giữa trí tuệ của mình với cái thiên nhiên, chúng ta sử dụng cái paraffin, chúng ta sử dụng dầu hay bơ, chúng ta sử dụng cotton hay vải để làm nên cái chất liệu của sáp, của tim. Nhưng mà nếu không có oxy, nếu không có oxy trong không khí thì ngọn nến này sẽ không cháy được đâu. Vậy thì đối với chúng ta cũng vậy, sự tỉnh giác của chúng ta, sự tồn tại của chúng ta cũng cần oxy như ngọn nến vậy đó. Chứ không phải cần thức ăn, thức uống, cần áo quần, cần nhà cửa. Đấy. Vậy thì chúng ta muốn cái ngọn nến của mình duy trì được lâu dài bao nhiêu thì chúng ta cần phải cung cấp oxy cho nó đầy đủ bấy nhiêu. Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn đời sống của chúng ta khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, tỉnh táo thì chúng ta cũng phải có oxy liên tục và đúng đắn. Vậy oxy này từ đâu? Từ cây mà ra. Do đó chúng ta cần phải bảo vệ cây, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Đó là một cái bài học khác rất là thực tế. Và ở đây chúng ta thấy những cái ngọn nến này nó thay đổi liên tục, nó bập bùng, nó lóe lên, nó xuống. Vậy thì cuộc đời của chúng ta nó cũng thay đổi, tất cả mọi pháp trong vũ trụ này nó cũng liên tục thay đổi, đó là vô thường. Thì chúng ta phải tỉnh giác, và chúng ta đã học không có gì tồn tại mãi với thời gian, cái gì muốn tồn tại cái đó phải được nuôi dưỡng. Vậy thì nếu mình nuôi dưỡng đúng đắn tốt đẹp thì mình sẽ có được cái kết quả đúng đắn tốt đẹp, sức khỏe, hòa hợp, bình an, hạnh phúc, thành công đều do sự nuôi dưỡng của mình mà có. Ngược lại, nếu chúng ta đang có bệnh tật, khổ đau, phiền não, căng thẳng, sợ hãi thì chính cũng do chúng ta đang nuôi dưỡng nó mà nó mới có. Không có gì được nuôi dưỡng mà có thể tồn tại được hết cả.
Và một cái điểm khác, chúng ta thấy rằng cái ngọn nến chúng ta nó có giới hạn. Vậy thì nếu như ngọn nến tắt đi thì bóng tối sẽ bao trùm liền ngay lập tức. Vậy thì chúng ta cũng phải cần học cách làm sao để duy trì cái ngọn nến. Vậy thì trong cái nhận thức của chúng ta, ý thức tỉnh giác của chúng ta cũng vậy. Có lúc chúng ta lóe lên được ánh sáng tỉnh giác, nhưng sau đó lãng quên lại xâm chiếm chúng ta, lại chi phối chúng ta. Vậy làm sao chúng ta phải học cái nghệ thuật làm sao để duy trì kéo dài sự tỉnh giác của chúng ta, đó là ánh sáng. Vậy thì đó là chúng ta cần phải thực tập liên tục, từ công việc này đến công việc kia, từ lúc này đến lúc kia, từ nơi này đến nơi kia. Và trong cái xã hội cũng giống như trong cái vòng nến của chúng ta, mỗi người, mỗi nhân tố có thể là một yếu tố, một ngọn nến. Nếu chúng ta chỉ có một ngọn nến thôi và một ngọn gió nào đó nó thổi tắt đi thì chúng ta khó có cơ hội để mà đốt lại cái ngọn nến của chúng ta nếu như không có những ngọn nến, ngọn lửa xung quanh gần đó. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta, trong cái vô thường này, sóng gió của cuộc đời nó cũng có khi nó làm cho chúng ta te tua tàn tạ, làm cho chúng ta mất đi cái ý thức tỉnh giác, làm cho chúng ta bị khổ đau. Vậy thì nếu như chúng ta không có những người thiện hữu tri thức ở xung quanh để động viên, hỗ trợ, nhắc nhở cho mình, thì mình cũng sẽ khó có cơ hội để mà vực dậy, để mà tỉnh giác. Vậy thì chúng ta thấy đây cũng là một cái yếu tố vô ngã, vô thường kết hợp với nhau. Do vậy chúng ta cần phải có sự tương thân tương trợ trong một cái gia đình, trong một cái cộng đồng, hay là trong một cái đất nước. Thì nếu như chúng ta nhìn kỹ vào bên trong mình thì có khi nó cũng vậy. Một cơ quan bộ phận nào đó có vấn đề thì phải nhờ cái sự trợ giúp của những cơ quan bộ phận khác để làm sao nó duy trì được cái đời sống của thân tâm này. Do vậy chúng ta cần phải có mặt thường xuyên, lắng nghe và chăm sóc mình một cách đúng đắn. Và đó là cái mà chúng ta ứng dụng trên cái nguyên tắc của ánh sáng, trên cái nguyên tắc của ánh sáng để đẩy lùi bóng tối, trên cái nguyên tắc của năng lượng vũ trụ. Vậy thì hồi nãy chúng tôi có nói quý vị á, là không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để thắp lên được ngọn nến. Không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để mở lên cái ngọn đèn của mình. Có khi chúng ta chẳng cần mở ngọn đèn, chúng ta chẳng cần thắp ngọn nến, nhưng ánh sáng nó vẫn có. Đó là ánh sáng tự nhiên, ánh sáng từ mặt trời hay mặt trăng. Nhưng mà chúng ta thấy nó quá thường, chúng ta lại chủ quan không tỉnh giác. Vậy thì trong đời sống của chúng ta, bất cứ lúc nào chúng ta thấy được ánh sáng, mà muốn thấy được ánh sáng thì chúng ta phải có gì? Phải mở con mắt, phải có sự tiếp xúc. Và khi chúng ta mở con mắt, chúng ta tiếp xúc đó thì chúng ta phải cần có cái ý thức là nhãn thức, nó mới tương tác giữa cái con mắt của mình với cái ánh sáng ở bên ngoài. Vậy thì có những lúc chúng ta không có đủ ánh sáng, nhưng mà chúng ta có một cái đối tượng. Vậy thì chúng ta nhìn một cái hoa, chúng ta nhìn một cái cây, chúng ta nhìn một con người, một con chim, một con vật, một cái đồ vật gì đó, thì nó cũng là đại diện, hay là nó cũng là tương tự với một cái đối tượng của con mắt và của ý thức mình. Vậy thì nếu trong trường hợp chúng ta muốn thông minh hơn, muốn có những người thiện hữu tri thức nhắc nhở động viên mình thường xuyên hơn, thì chúng ta có thể biến từ cái ánh sáng đó qua tất cả các đối tượng mà mình có thể nhìn thấy được bằng mắt. Vậy thì mỗi lần mình nhìn thấy một đối tượng gì, chúng ta phải thắp lên cái ánh sáng tỉnh giác là quay vào bên trong của mình, chứ không có hướng ra bên ngoài. Thì như vậy chúng ta sẽ có thêm được nhiều thiện hữu tri thức xung quanh để nhắc nhở chúng ta thắp lên cái ánh sáng tỉnh giác của mình. Rồi cũng vậy, có những lúc chúng ta mỏi mệt quá, chúng ta cần phải nhắm mắt lại. Như vậy thì chúng ta sẽ không thấy được các đối tượng bên ngoài, sẽ không thắp lên được ánh sáng tỉnh giác của mình sao? Vậy thì chúng ta phải thông minh hơn, là chúng ta sẽ sử dụng một cái đối tượng khác, đó là nghe. Đó là nghe. Vậy thì khi mà chúng ta nghe, hồi nãy mình có nói rồi, năng lượng vũ trụ
nó là một cái nguồn năng lượng chân như, nó sẽ biến ra cái âm thanh và ánh sáng trước tiên hết. Vậy thì bây giờ chúng ta không dùng ánh sáng, tức là qua cái thấy bằng con mắt, thì chúng ta sẽ ứng dụng tiếp cái thứ hai là cái nghe. Cái nghe cũng là sự tương tác giữa cái lỗ tai của mình với cái âm thanh bên ngoài, nhưng mà để kết nối được hai cái này thì nó phải có cái tánh nghe, tức là cái ý thức của mình, cái sự nhận biết của mình. Vậy thì bất cứ lúc nào chúng ta nghe một cái âm thanh nào, dĩ nhiên những cái âm thanh dễ chịu thì mình thường bị dính mắc, mình đi tìm cầu. Còn nếu mà âm thanh không dễ chịu thì mình phản ứng, mình khó chịu, mình bực bội, mình né tránh. Vậy bây giờ mỗi một lần mình nghe cái âm thanh, dù là tích cực hay không tích cực, dù là thích hay không thích, chúng ta cũng có cơ hội để quay trở về với sự tỉnh giác của mình, để thắp lên cái ánh sáng tỉnh giác của mình. Vậy thì chúng ta lại có thêm rất nhiều đối tượng qua âm thanh là những người thiền hữu tri thức để thắp lên cái ánh sáng tỉnh giác của mình. Đấy. Rồi, kế đến là chúng ta có những người bạn nào nữa? Xúc chạm. Cái da của chúng ta là một cái cơ quan bộ phận rộng lớn nhất. Rộng lớn nhất trên cơ thể của mình. Vậy thì mình có thể xúc chạm với áo quần, mình có thể xúc chạm với ánh nắng, mình có thể xúc chạm với làn gió, mình có thể xúc chạm với nước, với đồ vật. Tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống của mình xúc chạm thường xuyên lắm. Vậy thì mỗi một lần mình có sự xúc chạm tương tác đó cũng giúp cho mình thắp lên cái ánh sáng tỉnh giác của mình. Vậy thì chúng ta không phải chỉ nhờ cái thiền nến để thắp lên cái ánh sáng mà mình có thể thấy được vào con mắt mình. Vậy người nào càng thông minh bao nhiêu, càng yêu thương mình bao nhiêu, thì mình phải tận dụng hết tất cả những cái thiền hữu tri thức, gọi là không phải con người, xung quanh mình, để làm những người thiền hữu tri thức luôn luôn đồng hành, nhắc nhở và hỗ trợ cho mình. Thì đó là một vài cái ý nghĩa và sự thực tập qua cái đêm thiền nến hôm nay. Thì chúng tôi mong rằng một lần nữa qua khóa học thì chúng ta đã được chỉ ra những cái quy luật của vũ trụ, và ngày hôm nay là chúng ta đã phát huy tối ưu cái vai trò làm chủ của tự thân, quay về với chân như tự tánh để hoàn thành cái chu kỳ căn bản nhất. Thì mong rằng chúng ta sẽ luôn luôn trở thành cái người chủ của chính mình. Khi mà mình có đầy đủ cái vai trò của một người chủ rồi thì mình sẽ là quyết định hết tất cả, và hòa hợp, an vui, hạnh phúc, sức khỏe, thành công đều do chính mình tạo nên, đều do chính mình chịu trách nhiệm. Chúc quý vị một buổi tối cùng thực tập với nhau thật là trọn vẹn, hoàn tất, để rồi lát nữa đây chúng ta sẽ làm bài kiểm tra đầu tiên trong khóa. Và càng thực tập nghiêm chỉnh bao nhiêu thì chúng ta càng gặt hái được cái kết quả tốt đẹp bấy nhiêu. Rồi, cảm ơn cả nhà. Dạ con kính thưa thầy, chúng con thật sự rất là biết ơn buổi khai thị thầy, chính vì những ánh sáng mà thầy đã nhắc nhở cho chúng con, thì trong cái bước đường mà trong ba ngày của khóa học thì ít nhiều gì chúng con cũng đã tiếp nhận được cái năng lượng đó, và cùng với cái sự khai thị buổi tối hôm nay thì chúng con đã hiểu rõ hơn như là thức tỉnh bản thân mình nhiều hơn để tiếp tục để đi trên cái con đường làm sao đó nhìn thấy ánh sáng thực sự chứ không phải là những ánh sáng nhân tạo như thầy đã chia sẻ. Và một lần nữa chúng con vô cùng biết ơn, và chúng con cũng hứa rằng là sẽ thật sự chuẩn chỉnh trọn vẹn để không có bỏ công lãng phí, vì chúng ta đã cùng nhau có mặt trọn vẹn đến ngày thứ ba rồi, thì ngày mai sẽ là những cái thành quả mà chúng con cũng đã được cố gắng. Vậy một lần nữa thì chúng con thật sự là tri ân cũng như là biết ơn những cái công lao vô bờ bến của thầy đã dành cho đại chúng chúng con ạ. Rồi, chào cả nhà.